Thank you.
Thank you.
Ngủ trễ thì lên trễ thôi. Thứ bảy mình thích ngủ trễ lắm nha. 10 giờ, 11 giờ. Đã rồi. Cuối tuần là mình dính đó. Thứ bảy nhật là mình dính đó. 10 giờ nó mới thức, mình cũng thức luôn. Ăn uống rồi cho nó tiễn. Đầu đi khỏi nhà 1-2 giờ. Đã đi học rồi đúng không? Mới xong kindergarten. Bây giờ đang đi summer camp. Mới từ hồi sinh rồi hết rồi. Lâu rồi. Nửa pre-K là cho nó đi học rồi. Không mê đi học nha, chịu đứa con mê không? Quá đi. Học private school mà không mê. Có. Em có biết đi dầu luôn. Ôi nha, cái này hết. Không ạ.